cứ một tuần độc lần, Mr. Thông sẽ lại xuất hiện trong bản tin tổ lái. Trong chương trình ngày hôm nay cũng chất chứa rất nhiều khoảnh khắc giật mình hoảng hốt. Kính mời tất thảy quý vị bà con cùng theo dõi. Mở đầu chương trình sẽ là nỗi oan khuất tày trời của những người đi xe máy tội nghiệp. Chuyện chẳng là ai đang đi đường người nấy, từ từ chui từ dưới hầm lên mặt đất. Nhưng vào cái thời khắc được tắm trong ánh nắng mặt trời thì cũng là lúc họ phải nhận nỗi đau đớn. Chiếc ô tô bé bỏng của chúng ta bất ngờ vuốt nhẹ vào cái giải phân cách xong rồi là làm luôn phát vả sang những chiếc xe bên cạnh. Thực sự là đớn đau và đầy oan uổng, tai bay vạ gió từ đây mà có. Theo dự đoán của ban chuyên môn, người tài xế đang ngồi trên ghế ở trạng thái nhớ giường nên mới đi đường theo kiểu như thế này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với một người phụ nữ huyền thoại bên chiếc xe máy thần thánh của chị. Và theo như truyền thuyết kể lại rằng, đây được gọi là tuyệt chiêu, dịch chuyển càn khôn. Tôi phải thừa nhận rằng, công lực của người phụ nữ thực sự là vô cùng thâm hậu. Bằng trường lực hùng hậu của mình, chị đã khiến cho chiếc xe lam quay ngoắt 180 độ, quay từ đằng trước ra đằng sau, nhắm thẳng hướng về chiếc ô tô mà đâm. Bằng tuyệt kỹ thuật truyền từ lâu, chị đã khiến cho cộng đồng võ lâm với rất nhiều hào kiệt bàn phím phải kinh hãi và thốt lên vô vàn lời thán phục về sức tàn phá của chị. Phải thừa nhận rằng đã là huyền thoại rồi thì làm cái gì nó cũng thuộc vào hàng bá đạo. Nếu vừa rồi là tuyệt kỹ về trưởng lực thì bây giờ là sự xuất chúng mang tên một cú đâm nhắm trúng hai xe. Nhìn hình ảnh này, thực sự tôi có một sự liên tưởng mạnh tới môn bia. Bi cái lao nhanh, hai bi khác văng ra rất là xa. Và cú đâm ấy đã để lại rất nhiều đau thương cho tất cả những ai có sự tham gia trực tiếp trong tình huống này. Nói bao nhiêu lần rồi, vì cứ nhanh vèo vèo như thế, phanh làm sao mà kịp. Muốn nhanh thì phải từ từ chứ. Và bây giờ là một câu chuyện khác cũng liên quan tới tốc độ. Lần này, nhân vật chính của chúng ta là một thanh niên đầu trần, có niềm đam mê bất tận với tốc độ cao và đang miệt mài phô diễn những pha đánh võng vô cùng là đáng sợ. Nhân tính không bao giờ bằng trời tính được. Anh dù có nhanh, có khéo tới đâu thì cũng phải trả giá bằng một cú đâm mạnh không thể đo lường hết được về độ thâm sâu với chiếc ô tô. Sự thật là chi tiết về câu chuyện này như nào tôi không biết, nhưng kết quả thì chắc chắn anh chàng của chúng ta bị thương chẳng hề nhẹ đâu. Còn cú này về cơ bản thì không khác nhiều so với cú ở trên. Quá trình thì có phần khác nhau chun chút, còn về kết quả thì quý vị xem rồi cũng biết chắc luôn. Đường thì không phải là tới quá mức đông mà vẫn dư thừa khoảng trống để anh ta có thể làm một pha chọc khe sang đường cực kỳ là bình thường. Nhưng chẳng rõ kiểu gì, việc dễ không thích mà lại chọn việc khó để làm. Nguyên cái xe ô tô to đùng như vậy mà chẳng mang để ý, cứ thế là phóng sang đường để rồi người ta đâm cho một cái. Quả thực tôi không dám coi luôn, đáng sợ. Bản tin tổ lái xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bà con trong các chương trình lần sau. Yeah.